Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin từ Đồng Nai đánh đến Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi đã sẵn sàng đánh dập đầu rắn. Hiện nay, bước chân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi đến đâu thì quan chức nơi đó cứ lần lượt ngã nhào. Vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt đầu được khui ra tại Đồng Nai. Kế tiếp ông Tô Lâm cho vạch đường đến Quảng Ninh, nơi mà trước đây ông Phạm Minh Chính từng là bí thư tỉnh ủy. Điều đang nói là ông Tô Lâm đã đưa lính thiện chiến nhất đến Quảng Ninh ém trước từ đầu tháng 9, đó là đại tá Đinh Văn Nơi. Có vẻ như việc điều tra tại Đồng Nai dễ hơn nên ông Tô Lâm ưu tiên đưa lính thiện chiến nhất ra Quảng Ninh án ngữ tại đấy. Vụ án IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Đồng Nai hiện nay đã bắt giam được rất nhiều người. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai, để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án này C03 ra quyết định khởi tố vào ngày 29 tháng 4, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty IEC, nhưng vẫn chưa thể bắt được. Những người bị bắt trước đó bao gồm ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cùng 7 bị can khác về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra mới đây, C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để làm rõ tội nhận hối lộ. Như vậy, cho tới nay, ông Tô Lâm đã cho bắt tổng cộng 11 người, trong đó có một ủy viên Trung ương Đảng. Danh sách này chưa hết và sẽ còn dài nữa. Một mình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô không thể khiến cho hàng chục quan chức cấp tỉnh nghe lời bà, mà phải có quyền lực lớn hơn, hay nói đúng hơn là phải có chùm cuối đứng sau. Đây là hình ảnh Đồng Nai lại bắt người. Ông Tô Lâm đã theo chân bà Nhàn từ Đồng Nai cho đến Quảng Ninh để tìm chùm cuối, và câu hỏi đặt ra đó là ai? Tại Quảng Ninh, C03 đã xác định năm 2012, năm ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, tỉnh này đã phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. Do Sở Y tế làm chủ đầu tư, quá trình triển khai các bị can đã thông đồng với các đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà đầu tư và công ty IC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước lên tới 73 tỷ đồng. Với việc đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, ông Tô Lâm dường như đã xác định đây là nơi đầu con rắn. Người Cộng sản thì hay nói rằng đánh rắn phải đánh dập đầu, thì xem ra hiện nay ông Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm thực hiện câu châm ngôn này là như vậy. Đưa lính thiện chiến đến Quảng Ninh, xem ra ông Tổng và ông Tô Lâm muốn đánh dập đầu con rắn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Tô Lâm cứ như đang chơi trò trốn tìm vậy. Ông Tô Lâm cũng có thành tích bắt cóc người từ nước ngoài về để quy án, nên việc trốn ở nước ngoài như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chưa chắc gì là an toàn. Bà Nhàn thì cứ trốn, còn ông Tô Lâm thì lại cứ đi tìm. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh đang đợi sẵn. Theo đánh giá từ một nguồn tin riêng chúng tôi có thể được, thì ông Vương Đình Huệ nay đang trội nhất. Không có gì biến động thì hết nhiệm kỳ này, ông Huệ sẽ là người kế vị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nếu không tìm cách kìm ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì ông Huệ không an tâm mà sức thì không đủ, nên ông Huệ đã nhờ ông Tổng. Việc lần ra bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhiệm vụ rất khó. Ông Tô và ông Tổng đang quậy Quảng Ninh cho nổi bùn với hy vọng tìm được cơ sở và sơ hở của ông cựu Bí Thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, truy lại những vết tích cũ không phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bật mí chiêu giấu tiền hối lộ của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Có người thì cho rằng cứ so sánh mức độ lương so với tài sản hiện có các quan chức thì 100% người ta biết rằng tài sản họ có được là do hối lộ. Có người dùng tiền để xây biệt phủ, người thì dùng tiền để gửi ra nước ngoài mua nhà, mua quốc tịch và đầu tư cho con cái ăn học. Nói chung họ sẽ cất giấu những nơi nào mà họ có thể giấu được. Giải thích nguồn tiền khổng lồ mà quan chức nhờ làm quan có được, có những người trả lời rất bất tín, đó là họ nói rằng buôn chổi đót hoặc họ chạy xe ôm, họ làm thối móng tay vân vân,
Nói chung, khi tài sản bất chính thì khó mà giải thích được nguồn gốc cho thông. Nếu ở nước ngoài, khi quan chức bất ngờ có những khối tài sản bất minh, khi nắm quyền sẽ bị điều tra. Tuy vậy, ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã dung túng cho các quan chức. Chỉ những quan chức nào bị đưa vào tầm ngắm thì báo chí mới được phép vào cuộc. Còn quan chức nào chưa vào tầm ngắm thì báo chí phanh phui sẽ bị trừng trị. Đây là hình ảnh ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Mới đây, khi cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bị bắt, người ta mới biết rằng khu biệt phủ của ông này. Biệt phủ này nó không lớn ở căn nhà, mà nó lớn ở khu vườn. Khu vườn cảnh của ông Trần Đình Thành, theo giới chơi cây cảnh, đánh giá là có giá trị rất lớn. Một bạn đọc am hiểu về cây cảnh cho Thời báo chấm đê biết rằng một cây cảnh đẹp là vô giá, đặc biệt là những cây bonsai vừa cổ, vừa đẹp, vừa hiếm, thì trị giá hàng triệu đô la một tác phẩm. Người này cho biết nhiều cây cảnh có giá trị còn lớn hơn cả căn biệt thự khổng lồ. Có nhiều cây cảnh hiếm đến mức dù có tiền vẫn không thể mua được nó. Một cây bonsai tầm thường có thể chỉ vài triệu đồng là mua được, nhưng có những cây quý hiếm thì giá trị có thể lên đến hàng vạn lần cây bình thường. Nếu sưu tầm cây cảnh quý hiếm thì trăm tỷ mua không được nhiều cây quý. Gần đây, báo chí đã đăng hình ảnh căn biệt thự của ông Trần Đình Thành, khiến nhiều người phải choáng váng vì sự to lớn của nó. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh ủy này đang chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, vườn bonsai của ông này hiện đang có giá trị rất lớn. Đây là hình ảnh căn biệt thự hàng ngàn mét vuông của ông cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Mua một căn nhà thường lưu lại giấy tờ hợp đồng mua bán. Nếu điều tra thì công an có thể lục ra giấy tờ mua bán. Mặc dù vậy, giá trị của cây bonsai tuy lớn nhưng hoàn toàn lại không có giấy tờ mua bán để chứng minh cây ấy có giá trị bao nhiêu. Cho nên, việc giấu tiền tham nhũng vào các chậu cây tiền tỷ cũng là an toàn nhất, không ai có thể truy ra dấu vết. Ở Việt Nam, nhiều nhà trồng cây bonsai cũng biết kinh doanh cây cảnh. Nếu có tay nghề chăm sóc, tạo tác phẩm thì khi mua về chăm sóc một thời gian, giá trị cây cũng sẽ tăng lên. Khi đó, số tiền đầu tư vào cây cảnh còn sinh lời thêm, đôi khi không thua gì đầu tư vào nhà đất bất động sản. Đây là hình ảnh cây bonsai tiền tỷ của ông Trần Đình Thành. Với cơ ngơi đổ sộ và vườn cây kiểng có giá trị rất cao, cho thấy ông Trần Đình Thành đã giấu tiền vào những gốc cây có giá trị như thế. Đây là cách giấu tiền, rửa tiền được cho là hết sức mới lạ. Cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận căn nhà từ tiền tham ô mà có, nhưng không ai kết luận cây cảnh là tiền tham ô, bởi người ta không biết chủ nhân của nó đã trồng hay đã mua những cây bonsai ấy. Một người làm quan thì cả họ được nhờ là rất đúng so với hoàn cảnh hiện nay. Cũng có thể nói làm quan chức không ở quốc gia nào mà giàu có như quan chức ở xứ Việt Nam. Một quan chức ở cấp quận, thậm chí cấp phường cũng có thể cho con đi du học tốn kém. Tiền bất chính có những khi bị khui ra, và ông Trần Đình Thành lại nghĩ ra cách rất độc lạ. Đó là dùng tiền ấy mua cây bonsai có giá trị, vừa thỏa thú vui trồng cây cảnh, vừa là nơi cất giấu tiền an toàn, vừa bán lại có sinh lời rất cao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 156 bất động sản bất minh của Vạn Thịnh Phát, 156 mũi tên, hai Nhật có thoát đường nào hay không?